Hoy tên là Renata. Bạn tên là gì? Tôi tên là Yên. Bạn học lớp mấy? Tôi học lớp 4. Bạn học lớp mấy? Tôi học lớp 4. Khi nào là sinh nhật? Tôi sinh ngày 15 tháng 9 năm 2020. Khi nào là sinh nhật? Tôi sinh là ngày 25 tháng 5 2008. Nhà bạn có ai không? Nhà tôi có 12 phòng. Nhà bạn có mấy phòng? Nhà tôi có 6 phòng. Phòng bếp có cháo và bếp cá. Và phòng tắm có bồn vệ sinh và bồn nước. Phòng bếp có đảo, tủ lạnh, bàn và nệm. Phòng tắm có nước, bồn vệ sinh.